Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cái phần mềm CoilDraw X7. Hôm nay chúng ta sẽ học tới cái nhánh phụ đây, cái nhánh này là cái nhánh shaping giao nhau. Đây, nhánh này đây. Rồi, tôi mở phần mềm CoilDraw lên. Thì để thực hiện được cái phần giao nhau này thì chúng ta phải có ít nhất là hai đối tượng giao nhau. Thì bây giờ chúng ta tạo thử một cái đối tượng đầu tiên. Thì đầu tiên là các bạn phải click vô cái hộp công cụ bên trái ha. Tôi sẽ thử một cái hình vuông, click vô cái hình vuông này, click chuột trái. Rồi sau đó bạn bạn nhấp vào một điểm bất kỳ, giữ chuột trái không buông, rê chuột đến kích thước mong muốn các bạn buông chuột ra. Rồi chúng ta tô màu, bạn chọn màu bất kỳ, click chuột trái để tô màu nâu nền. Còn bạn click chuột phải là bạn sẽ tô cái đường viền. Tôi nhắc lại thôi. Rồi ta vẽ thêm một cái đối tượng thứ hai, là giờ ta vẽ cái hình tròn đi. Ta nhấp vào hình tròn. Rồi bạn vẽ bất kỳ. Để vẽ được cái hình tròn thì làm sao? Thì bạn nhấn nút Ctrl trên bàn phím. Đây ra hình tròn, không thôi nó sẽ ra hình lấy clip. Thấy chưa? Ta nhắc lại video trước thôi. Rồi bạn buông chuột trái ra. Rồi chúng ta chọn màu. Click chuột trái chọn màu. Đó. Rồi để chọn một đối tượng thì làm sao? Bạn click vào cái nút mũi tên ở đây. Hoặc là bạn nhấn phím Space. Display trên bàn phím. Chưa? Rồi bạn chọn đối tượng. Trường hợp này chúng ta tôi kéo đối tượng lại gần nhau để cho nó có hiện tượng là nó giao nhau. Rồi đã giao hai đối tượng, nó đã giao là đã chồng lên nhau rồi đó. Bạn thấy chưa, nó có một khúc đã chồng lên nhau. Để chọn hai đối tượng thì làm sao? Thì có hai cách. Thì một là bạn click vào đối tượng đầu tiên màu đỏ đây, sau đó các bạn giữ phím shift, phím shift ha. Rồi bạn nhấp vào cái đối tượng còn lại là màu hình tròn màu vàng á. Rồi như thế là tôi đã chọn hai đối tượng. Thì cách thứ hai thì bạn cũng có thể là dùng chuột trái nào, bạn click vào cái điểm bất kỳ ở ngoài, sau đó giữ chuột trái không buông ha, giữ chuột trái không buông, bạn rê, bạn tạo một cái vùng chọn lớn bao quát cả hai đối tượng luôn. Rồi khi bạn buông chuột ra, thấy chưa, khi bạn buông chuột ra là bạn đã chọn hai đối tượng. Rồi hôm nay chúng ta sẽ học cái gì đây? Khi bạn chọn hai đối tượng bất kỳ á, thì bạn sẽ thấy trên cái thanh công cụ ở trên nè, thanh thuộc tính ở trên nè, bạn sẽ thấy nó có các chức năng là shaping, nghĩa là chức năng giao nhau đó. Thì đây, thì bạn thấy cái nút này đây, compile là sao? Compile là bạn liên kết hai cái hình lại với nhau á, hai đối tượng lại với nhau nhưng mà bỏ cái phần giao nhau. Lít thử cho bạn xem ha, thấy chưa? Hai hình nó đã liên kết thành một rồi nhưng mà nó bỏ cái phần giao nhau đấy ha, phần giao bỏ. Màu trắng này có nghĩa là chúng ta nhìn xuyên qua phía sau á, cái nền chúng ta là nền trắng á. Rồi tôi nhấn undo để quay lại đây, nhấn undo đây, quay lại cái thao tác trước. Rồi bạn thấy chưa, tôi chọn hai đối tượng lại, tôi quét chọn hai đối tượng. Rồi tiếp tục chúng ta tới phần chức năng gì đây, quét này là hàng, nghĩa là chúng ta liên kết lại nhau đó. Đây tôi nhấp thử cho bạn thấy điều gì nha. Rồi hai đối tượng nó đã hàng dính lại với nhau, nhưng nó lấy cái phần biên ở bên ngoài của hai đối tượng á, nó lấy nguyên cái phần biên luôn, thấy chưa? Rồi tính năng là quét. Rồi tôi nhấn undo lại. Rồi tiếp tục tôi chọn hai đối tượng. Đây là tính năng quét chúng ta mới vừa nhấp, là tính năng hàng hai đối tượng lại nhau, liên kết hai đối tượng nhau. Tiếp tục tới tính năng trim, nghĩa là sao? Trim nghĩa là bạn cắt á. Rồi tôi nhấp thử cho bạn hình dung ha. Chim nghĩa là cắt. Rồi có nghĩa là cái đối tượng dưới nó bị đối tượng trên nó cắt lại nhau, thấy chưa? Cắt nó bỏ cái phần dao. Tôi làm lại cho các bạn xem ha. Đây. Hai hình rời nhau đây. Tôi sẽ dùng cái tính năng là trim. Trim thì cái đối tượng dưới sẽ bị cắt. Và đối tượng trên đây tôi nhấp thử nha. Rồi. Màu đỏ nó đã bị cắt bởi hình tròn rồi đó nghe, cái phần giao nhau nó đã bỏ, thì đối tượng dưới bị cắt bởi đối tượng trên. Rồi tiếp tục chúng ta tới cái tính năng tiếp theo. Cái phần này là gì đây? Intersect có nghĩa là phần này là chúng ta sẽ lấy phần giao ngược với tính năng trim trên á. Chúng ta sẽ lấy phần giao bỏ cái phần không giao. Tôi nhấp thử cho bạn hình dung nha. Rồi có nghĩa là chúng ta sẽ lấy được cái phần giao đây, bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ lấy được cái phần giao intersect là chúng ta sẽ lấy được cái phần giao giữa hình chữ nhật này với hình tròn. Đó.
Rồi ta nhấn Ctrl Z là để giống như phím undo nè, Ctrl Z là phím tắt. Rồi tiếp tục. Ta chọn hai đối tượng. Intersect chúng ta vừa mới sử dụng là tính năng giao nhau, lấy cái phần giao giữa hai đối tượng. Rồi phần trim này thì nó cũng tương tự như cái phần phần trim bên đây, là chúng ta lấy, thấy chưa, phần trim cũng tương tự như thôi, là đối tượng dưới bị cắt và đối tượng trên đó, phần trim trim là cắt đó. Rồi tiếp tục cái phần hai cái chức năng này thì bạn dễ lộn đây, bạn lưu ý ha. Cái chức năng này á, là cái font minus back á, nghĩa là đối tượng phía dưới bị cắt, đối tượng phía trước bị cắt bởi đối tượng phía sau. Tôi nhấp thử cho bạn hình dung ha. Rồi tôi làm lại, tôi cần chân xét, tôi quay lại cái tính năng này nè. Bạn thấy có cái gì, cái dùng lưu ý là để học cái này cho nó dễ mà bạn không lộn, bạn nhìn vô cái hình đó, nó có cái ký hiệu, cái hình nhỏ nhỏ ở của cái chỗ con chuột con đang chỉ nè, nó hiện dòng chữ font minute back đó, nghĩa là đối tượng khi ta chọn hai đối tượng thì đối tượng phía trên á bị cắt phải với đối tượng phía dưới, nghĩa là hình tròn màu vàng nè nó sẽ bị hình đỏ ở dưới nó cắt ha, nó cắt nó bỏ phần dao. Tôi nhấp thử cho bạn xem ha, thấy chưa, cái phần đối tượng màu vàng là đối tượng phía trước nó bị đối tượng đỏ phía sau cắt luôn, nó bỏ phần dao luôn, bỏ phần màu đỏ luôn đó. Rồi còn đó, cái hình cái bên thì ngược lại, đối tượng phía dưới á là màu đỏ nè, bị đối tượng phía trước và phía trên á là màu vàng, nó cắt nó bỏ phần dao luôn. Tôi lắp thử cho bạn hình dung ha, thấy chưa, đối tượng phía dưới là màu đỏ nó đã bị cắt bởi cái đối tượng phía trên là hình tròn màu vàng đó, nó cắt nó bỏ luôn phần dao, thấy chưa. Tôi làm lại ha, mình chọn hai đối tượng, chọn cái chức năng này back minus front. Rồi còn một cái chức năng cuối cùng là gì, chức năng này là chúng ta sẽ lấy cái đường biên ở ngoài của cả hai cái hình luôn. Tôi nhấp thử nha, bạn thấy chưa, chúng ta lấy đường biên thì nó tương tự như cái tính năng này thôi, tính năng quét thôi ha, tính năng gắn hai đối tượng lại với nhau nó tương tự. Mà gắn hai đối tượng này á thì nó lấy một cái màu, lấy một cái màu, còn cái tính năng này á thì nó vẫn giữ nguyên đối tượng mà nó lấy một cái đường biên ở ngoài thôi. Đây bạn thấy chưa, nó có đường biên ngoài, còn cái tính năng mà quét này á thì nó sẽ là hẹn hai đối tượng này luôn, lấy một cùng một màu luôn, bạn thấy chưa. Đó, phân biệt chúng tôi hai cái tính năng là quét này và tính năng này. Rồi thì cái này ban đầu thì bạn sẽ thấy nó rất là rối, rất là lu bu, người bạn thao tác nhiều, bạn làm bài tập nhiều á thì nữa tôi sẽ có bài tập thì bạn sẽ tự động các bạn sẽ nhớ thôi. Nhưng mà lưu ý các bạn là để dễ học thì bạn nên nhìn vô những cái hình dạng nó để sẵn á, hình dạng nhỏ luôn để cho bạn dễ thấy. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.